Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình công an nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã bắt đầu phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo khác trong vụ Việt Á. Bị cáo Nguyễn Thanh Long là người cuối cùng trong số các bị cáo kháng cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa phúc thẩm sáng nay. Trước phiên tòa này, bị cáo Nguyễn Thanh Long đã nộp khắc phục thêm 1 tỷ đồng và tiếp tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt bản án 18 năm tù do nhận hối lộ hơn 2,2 triệu đô la Mỹ. Các bị cáo Phan Quốc Việt và 10 người khác cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin thay đổi từ tù giam sang tù treo. Trước đó theo bản án sơ thẩm, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Việt Nam, Phan Quốc Việt thực hiện nhiều cách khác nhau để công ty Việt Á được thực hiện đề tài nghiên cứu sản xuất bộ sinh phẩm xét nghiệm cùng Học viện Quân y, sau đó Việt đã cùng đồng phạm biến sản phẩm nghiên cứu do nhà nước sở hữu thành của Việt Á trái quy định. Việt đã đưa hối lộ cho nhiều quan chức bộ ngành địa phương nâng giá bộ sinh phẩm cao gấp 3 lần quy định. Tổng cộng có hơn 4,5 triệu bộ sinh phẩm xét nghiệm đã được công ty Việt Á bán ra gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng, gồm có 402 tỷ đồng thuộc về nhà nước. Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận Trần Văn Việt, bí thư Đảng ủy, chủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cửa Dương đến đầu thú, khai nhận hành vi nhận hối lộ. Ông Việt khai nhận vào năm 2021-2022, một nhóm người thuộc công ty LHD tiến hành san lấp mặt bằng, làm đường bê tông trên các thửa đất nông nghiệp để phân lô bán nền trái phép tại khu dự án K8, dự án ma do các đối tượng tự lập nên, đã tiếp xúc gặp gỡ với ông Việt và đưa tổng cộng 2 tỷ đồng để nhờ ông Việt giúp đỡ, làm ngơ hoặc bỏ qua các vi phạm của nhóm đối tượng. Biết được nhóm người của công ty LHD đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biết được việc mình nhận tiền sẽ bị xử lý hình sự nên ông Việt đã đến cơ quan công an đầu thú mong được hưởng khoan hồng của pháp luật. Hồ Thủy Tiên trú tại quận Hải Châu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng qua mua bán bất động sản vừa bị công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2020, vợ chồng bị hại chủ tịch quận Hải Châu có mua của vợ chồng Tiên một mảnh đất với giá hơn 10 tỷ đồng. Sau khi chuyển đủ số tiền mua đất và đến văn phòng công chứng để thực hiện việc chuyển nhượng, thì vợ chồng bị hại mới phát hiện thửa đất trên đã được thế chấp cho ngân hàng. Ngày 28 tháng 3 năm 2023, tiền đã bán lô đất trên cho người khác. Đến ngày 3 tháng 7 năm 2023, bị hại tiếp tục mua của tiền một mảnh đất khác với số tiền hơn 9,7 tỷ đồng. Sau đó bị hại tiếp tục phát hiện lô đất này đã được vợ chồng tiên ủy quyền mua bán cho người khác qua điều tra xác định được vợ chồng hồ thủy tiên biết việc ủy quyền lô đất cho người khác nhưng vẫn đồng ý bán cho bị hại và chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng Thưa quý vị, việc dễ dàng mua bán vũ khí hung khí nguy hiểm trên mạng xã hội được xem là một trong những nguyên nhân khiến tình hình tội phạm ngày càng có tính chất và mức độ nguy hiểm hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng người dân và trật tự xã hội. Chính vì vậy, thời gian qua, Công an các đơn vị địa phương luôn xem đấu tranh với loại tội phạm này là công tác vô cùng quan trọng. Mới đây nhất, Công an thành phố Bô Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc đã điều tra làm rõ 4 đối tượng có hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ 4 khẩu súng cùng nhiều phiên đạn. Trước đó ngày 11 tháng 5 qua công tác nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của Ngô Thị Tươi và Lại Văn Tiến ở phường Tân Thành thành phố Buôn Ma Thuột thì phát hiện hai đối tượng này đang tàng trữ hai khẩu súng kiểu dạng súng rulo cùng ba viên đạn đấu tranh nhanh tiến khai nhận một khẩu súng tiến liên hệ mua của Nguyễn Tấn Toàn ở tỉnh Gia Lai với giá 5 triệu đồng. Khẩu còn lại tiến nhờ Nguyễn Đình Tấn Phát đặt mua qua mạng với giá 900.000 đồng. Ngay sau đó, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã triệu tập Phát lên cơ quan làm việc. Đồng thời cử một tổ công tác đến tỉnh Gia Lai bắt khám xét khẩn cấp nhà ở của Toàn. Qua khám xét lực lượng công an thu giữ của Toàn một khẩu súng dài, một khẩu súng ngắn, 7 viên đạn cùng nhiều máy móc phương tiện dùng để chế tạo súng. Bước đầu Toàn khai nhận đã mua các phương tiện máy móc trên về để chế tạo súng bán kiếm lời. Tháng 2 năm 2024, sau khi Tiến liên hệ đặt mua súng thì Toàn đã lên mạng xã hội Facebook tìm mua một khẩu súng bằng kim loại dạng súng rulo có ổ đạn dạng xoay với giá 900.000 đồng. Sau đó Toàn mang về nhà độ chế thay đổi kích thước ổ xoay tiếp đạn vừa với viên đạn cao su rồi bán cho Tiến với giá 5 triệu đồng. Tôi có đam mê với súng nên là tôi mới lên mạng tìm hiểu về đặt mua máy mài máy con về các công cụ để về chế tạo súng và đặt mua sau đó lên mạng đặt mua khẩu súng bán đạn nhựa về để mà tôi chế tạo thành bán đạn cao su để mà bán kiếm lời một khẩu bán đạn nhựa em mua với giá 900 nghìn và khi mà em về em đồ chế thì em bán nó với giá là 5 triệu đồng bản thân em cũng thích chế tạo súng là em mới phát có đặt một khẩu súng nhựa bán năng nhựa trên mạng về để gửi cho súng an toàn độ đồ chế sau đó gửi lên lại để nhìn vào đó là và bắt cái làm theo để chế tạo một khẩu súng hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột đã gửi giám định 4 khẩu súng trên để có cơ sở xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật qua vụ việc trên Cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân tuyệt đối không chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án bắt giữ hàng chục đối tượng trộm cắp tài sản, thu giữ 10 xe máy trị giá hơn 200 triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan. Ban chuyên án đã phối hợp bắt giữ đồng loạt 14 đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 24 trú tại thành phố Vinh, huyện Hương Nguyên và huyện Quế Phong. Do không có việc làm, ăn chơi lêu lỏng, nghiện game, thông qua nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, các đối tượng này đã lên kế hoạch lợi dụng sơ hở của bảo vệ người dân tại các khu công cộng, các trung cư để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Chỉ từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 5, nhóm đối tượng đã thực hiện 3 vụ trộm tại nhiều nơi, lấy đi 10 xe máy trị giá hơn 200 triệu đồng. Hiện Công an thành phố Vinh đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. còn tại an giang vừa mới ra tù lại tiếp tục rủ nhau trộm cắp tài sản nguyễn thành thơ chú tỉnh an giang và lê văn thương chú tỉnh đồng tháp đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam vào tối ngày 2 tháng 5, Thơ điều khiển xe mô tô chở thương đến khu vực xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, thì phát hiện xe máy của chị La Thị Tuyết Dương đang để trước cửa, không có người trông coi, nên Thơ đã đứng cảnh giới cho thương lấy trộm xe máy rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo của bị hại, công an thị xã Tân Châu đã tiến hành xác minh, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Đến sáng ngày 3 tháng 5, lực lượng công an đã bắt giữ được Thơ và Thương khi đang tìm người để tiêu thụ tài sản trộm cắp tại khu vực huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh thiết bị linh kiện thuốc lá điện tử với gần 200 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng hóa trên được phát hiện tại cơ sở có tên là Game Vip, địa chỉ tại phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La do Lê Minh Hải làm chủ. Quá trình kiểm tra tại cơ sở kinh doanh này phát hiện gần 200 sản phẩm là thiết bị, phụ kiện và tinh dầu thuốc lá điện tử, gồm 25 bộ thân máy thuốc lá điện tử, 49 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử, 120 bộ phụ kiện đầu thuốc lá điện tử, có tổng giá trị khoảng trên 27 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã số 09 ngày 14 tháng 11 năm 2019 đối với đối tượng Giàng A Nhà, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại bản Kim Bon, xã Kim Bon, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La về tội cưỡng đoạt tài sản. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 10 tháng 12 năm 2021 đối với đối tượng Hoàng Thị Huế, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Liên quan đến tội trộm cắp tài sản, Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã số 02 ngày 17 tháng 10 năm 2016 đối với đối tượng Cà Văn Thân, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Và đối tượng Tráng Láo Lự, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại bản Nha Phên, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, phải nhận quyết định truy nã số 06 ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cũng về tội trộm cắp tài sản. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn, đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an phối hợp thực hiện.